Hầu hết trong nền tảng đạo Phật nước nhà và trên thế giới của chúng ta thì dựa vào cái nguồn lực chính là những người Phật tử thiện nam tín nữ xa gần ở năm châu bốn biển. Và nói riêng đất nước Việt Nam mình là bà con ba miền mọi nơi khắp chốn. Thì cái quan trọng rằng liên can đến thầy Thích Nhuận Đức, sao chúng ta không thử thăm dò ý kiến của từng Phật tử, coi được bao nhiêu phần trăm con người phản bác và không muốn nghe thầy thuyết giảng, và phần còn lại bao nhiêu phần trăm trên tổng thể quốc gia, tổng thể nền đạo Phật nước nhà sẽ đồng ý, và họ cũng thổ lộ rằng họ đang muốn nghe thầy thuyết giảng trở lại. Sao chúng ta không làm như vậy? Hay là cái quyết định mà để cấm thuyết giảng vô thời hạn này, nó chỉ đến từ một góc độ nhận định của một cá nhân hay là một tập thể nhỏ, nó chưa đến từ cái sự trưng cầu dân ý từ những Phật tử thiện nam tín nữ xa gần? Bởi vì thuyết giảng là để ai nghe? Thầy thuyết giảng là để Phật tử, để bà con nghe, để đồng bào nghe. Thì quyết định muốn nghe hay không là phải do đồng bào quyết định, đúng không quý vị? Chứ đâu phải thầy thuyết giảng để cho một bộ phận, một gốc nhỏ nào đó nghe đâu. Thì cái quan trọng rằng nếu như chúng ta đã là một giáo hội, đã là một cái hệ thống Phật giáo của những nhà sư, thì điều mình cần là có phải được lòng nhân loại, điều mình cần là được lòng Phật tử hay không. Ví dụ những ngôi chùa, những cái ban trị sự khi mà tiếp bà con bá tánh vào những ngày rằm lớn, thì bà con đi nhiều, tới chùa nào nhiều, có phải rằng nơi đó rất được lòng bà con lối xóm cũng như Phật tử xa gần hay chăng? Thì theo như sự kiện này của thầy Nhuận Đức, tôi thấy đầu tiên qua ánh mắt nhìn của tôi thôi, nhận định cuộc đời đó, là sau khi bị phạt, sau khi bị kỷ luật, chẳng những Phật tử không thưa, không rời bỏ chùa, mà người ta còn tha thiết đi nhiều hơn, không có chỗ đậu xe. Chưa dừng lại ở đó, nếu như với một địa phương để binh vực thầy, để nói những lời tốt cho thầy, người ta cho rằng là mua chùa. Đối với một cái cá nhân thì người ta cho rằng đó là sự thiên vị đồ này kia. Nhưng tôi xin thưa, từ hôm bữa tới giờ trên video của tôi và trên nền tảng YouTube này, riêng kênh của tôi thôi, chưa cộng những kênh khác, thì đã có sự xuất hiện của Phật tử ba miền. Miền Bắc có, miền Trung có, thậm chí ngoại đạo là đạo Cao Đài luôn, người ta vẫn tham gia để bảo vệ thầy Nhuận Đức. Bởi vì người ta có một ánh mắt nhìn rất là công tâm, công bằng. Tôn giáo bạn không thể nào mà họ lại bên vực chen chân vào cái đạo Phật được, trừ khi họ nhận định và thấy được những gì được gọi là bất bình của cuộc đời, nó công lý đó. Rồi bây giờ sẽ tới lượt một vị Phật tử miền Tây là ở tỉnh Đồng Tháp nói lên nỗi lòng của mình. Và thậm chí những gì tôi nói trên đây đều dựa trên sự thật trắng đen cả. Ví dụ như thầy thuyết giảng thì để bá tánh nghe cơ mà, thì tại sao tất cả chúng ta không ngồi lại mà nghe từng ý kiến Phật tử, coi người ta mong muốn điều gì? Tất cả những Phật tử bây giờ tôi nói thẳng ra đều mong muốn thầy Nhuận Đức trở lại với họ. Và nếu như có thể, chúng ta cho họ một ý nguyện. Nếu như quý vị không thích nghe thì hãy để thầy Nhuận Đức thuyết giảng cho họ nghe. Ai không thích nghe thì có thể từ chối nghe. Nên nhớ rằng ở trên nền đạo Phật Việt Nam này, ngay cả nhà nước cũng vậy, nhà nước thì cần được lòng dân, còn giáo hội thì cần phải được lòng Phật tử. Mà đã 90% Phật tử đồng ý và thương thầy Nhuận Đức vô bờ bến như vậy, thì 90% Phật tử này người ta không phải khùng, không phải điên mà để nghe một vị sạp tắc. Nếu như có điên có khùng chỉ là một cái bộ phận nhỏ nào đó thôi, người ta thiếu tri thức, người ta chưa đủ khả năng để nhìn nhận cuộc đời, người ta mới tin nhầm ông thầy đó. Nhưng trường hợp này tất cả bà con mình, người dân đều đồng tình quan điểm thầy Nhuận Đức rất tốt. Thì thử hỏi coi, nếu như làm một công cuộc bầu cử cho nó công bằng đó, tôi dám chắc
99% số phiếu thuộc về thầy Nhật Đức. Tôi nên dám cam kết cái điều đó. Bởi vì chúng ta chưa làm nên chúng ta đừng có vội ngồi đó phán. Hãy nhìn thử vào thực tế đi. Theo như tôi kiểm chứng và tôi quan sát rất kỹ, có trên dưới 90% Phật tử của Việt Nam, ngoài thế giới tôi không bàn tới chi cho xa xôi, thì ở đất nước này, Việt Nam này, dân tộc chúng ta đều đồng tình nói một câu rằng ngắn gọn thầy Nhuận Đức rất tốt, cần một nhà sư như vậy để tiếp tục, để thuyết giảng cho mọi người nghe. Cái chúng ta cần là coi Phật tử phản ứng như thế nào, Phật tử ý kiến gì đó. Thì bây giờ cho quý vị nghe một cái tiếng nói, một cái tiếng lòng kêu gọi từ người miền Tây, coi như họ đại diện cho tỉnh Đồng Tháp, để nhắn nhủ tất cả những người được cho là ghét thầy Nhuận Đức, và hơn nữa là một sự chia sẻ với những ai thương thầy Nhuận Đức. Em nhìn nghĩ đi, con người sống mà có ai mà không mà hoàn hảo hết bao giờ, phải không? Nhưng mà thấy cái chuyện của thầy cũng không có cái gì đến nỗi mà tất cả những người mà lên tiếng mà chửi thầy, cô nghĩ không biết những người đó như sao. Đó, rồi bên giáo hội mà cấm thầy như vậy mà biết bao nhiêu người, người ta đã là người ta nói thôi bây giờ đánh người Campuchia chở người ta là quan hỷ là bỏ hết rồi. Thì hỏi vậy chứ mình tại sao mình là người, mình có trọn vẹn hết chưa mà mình đi bắt lỗi mình. Rồi mấy cái cô gái mà người Việt mình thôi mà làm bộ mượn danh người Campuchia trắng tươi đẹp lắm, lên mà chửi, còn chửi tục tiểu, chửi xàm, chí chửi thôi. Nhưng mà thôi bây giờ cô không có nói cái đó. Yeah. Thì ai làm không bảo thì cái hậu quả người ta gánh. Nhưng mà thầy thì giảng thì vui thôi, đây nè, nội cô thấy bao nhiêu thôi, những người người ta khổ đó ha. Là khi đến chùa với nghe thầy giảng ở trên mạng, người ta không có điều kiện người ta đi đến đó. Người ta nghe mà để người ta cởi mở tâm tư mà ta không còn buồn nữa. Bữa đó cũng nghe cái cô đó đó, cũng nói thầy ơi con chém chút xíu nữa là con tự tử con chết rồi. Cái thầy hỏi sao? Con buồn quá, con làm quanh năm suốt tháng mà chồng con theo vợ nhỏ, còn con thì nó quậy, con buồn con tính nhảy lầu. Yeah. Lợi thầy khuyên, thầy khuyên thì nói không, không phải chết là hết. Chết rồi không có cơ hội, mình còn sống mình được cơ hội. Đó giải thích cho cô đó nghe, cô đó thoát chết, cô đó trở lại cảm ơn thầy. Mà những người lợi đó là toàn là nói thầy ơi con nhờ nghe thầy giảng, con nhờ nghe cái điểm của thầy mà bây giờ con không còn khổ nữa, chứ là con tính con đường cùng, biết bao nhiêu người nhờ thầy, thầy giải cứu những người đó, rồi thầy nuôi những cụ già, cưng em nghe, cưng nghe cưng biết rồi, cưng dạ. Có đến đó chưa, tất cả bao nhiêu người đi lợi đó, cô nói phải nói cho cô đi, tất trong này là cô nhìn thấy chưa có ai mà làm được như thầy nước không, cô dám bảo đảm luôn, nói thiệt luôn, nước Việt Nam luôn. Chưa ai làm được như thầy đâu, nuôi tất cả cụ già mà đâu phải một chỗ đâu em, 3-4 chỗ luôn, thầy hoặc chúng thầy chạy bên này thì chạy bên kia, nhưng mà cô đi ra ngoài cô cũng rủ mấy người đó thôi, bây giờ mình rảnh mình đi ra ngoài trước khi lễ đến đó, mình ra ngoài phân tầng mình làm công quả tiếp, chứ em biết không, ở đó là đi làm đi ra ngoài ở ha, mùng mền chiếu gối ở chứ mấy ngàn người, cái phá tu đợt mà vía năm ngoái đó là gần 20.000 người đó. Dù khi mà đi về rồi mùng mền chiếu gối mấy cô làm quá cực cực, chắc còn hơn là cái đống lúa nữa mà giặt, bị giặt tay không. Yeah. Nhưng mà cái khâu cách tiếp của thầy ha, hết sức là cô nể phục. Không có ai mà bây giờ đây là nói phải nói, ví dụ như một người làm việc trong cơ quan đi lãnh đạo nội trong đó chừng tiếp mọi người thôi, mà làm chưa chắc gì mà im xui như thầy đâu, mà trong khi thầy đó, nội cái chùa Hộ Pháp là nuôi là mấy cụ già 1.000+ rồi. Rồi chưa tính là những người cô ở trong đó luôn là biết bao nhiêu người, mà con thấy không lợi ngăn nắp không mà sạch sẽ, biết bao nhiêu đấy. Ai lợi đó rồi là thầy không cho làm gì hết, chỉ là ăn lên niệm Phật cho thầy đi. Công quả mấy cô có nhà biết lo, mấy cô khỏi làm gì hết. Ăn uống đầy đủ, thầy đói giờ nào thì vô có cơm giờ nấy. Mà chỉ vì có bao nhiêu mà làm gì mà bu với nhau mà tấn công, mà không mà cấm thiết giảng vô thời hạn, cô cũng không nghĩ hiểu như thế nào. Đó. Thì cô cũng lên tiếng nhờ em, nhờ cưng nói là đã bên với giáo hội giùm, cái gì cũng vậy trơn á, Phật nói là cưng không nghe sao, Phật quý nhất là hai hạng người, cái hạng người thứ nhất là không có lỗi, còn cái hạng người thứ hai là có lỗi mà biết sửa. Phật còn nói mà tại sao mình là người với người nhau mà mình không biết quan phan dung cái đó,
là cô cũng bất xúc dữ lắm, nhưng mà hôm rồi cô nghe mấy cái clip mấy cô đó nói quá trúng theo cái ý cô, mà cô dở cũng có biết bấm điện thoại hay sao mà điện liên lạc đến 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 cưng. Dạ. Bữa nay mò mò bấm được quá mừng rồi. Bữa nay mới có duyên. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em làm YouTube là chị chấm nha. Em có cái tâm đạo dữ lắm, nhưng mà mình làm rồi mình cũng cái gì cũng vậy, làm lấy đồng tiền ăn, cái đồng tiền mình ăn nó chân chánh là nó khỏe lắm, ngủ rồi nó yên lắm. Còn làm mà để lên nói tầm bậy tầm bạ chiên tạc này kia, cái đồng tiền mà ăn không có ngon, không có xứng đáng đâu. Mình làm rồi mình cũng để cái hậu quả cái nghiệp của ai sao, đạo đức của cho con mình sau này. Mình nói cái gì á, mình phân hai, mình nghe, mình cho kỹ, mình tìm hiểu đâu cho nó. Một là cưng, với hai nữa là cái ông gì ở bên công giáo đó, cưng không có đến chùa hộ pháp đó. Ông đó cơ chị, cô không biết tên, ông đó nói chuyện quá hay à, bên đạo Thiên Chúa. Dạ. Yeah. Không có đến chùa hộ pháp một lần, cô không có nhớ tên đó. Mình làm mình nói như vậy đó, trời ơi, mình nói lên trên mạng nói là biết bao nhiêu con người ta nghe phải không? Ừ, ta đánh giá ở cái người này được, còn người kia không được, chứ phải đâu phải mình lên mà nó thấy nó đại nói để cho người ta chùa nhũ, người ta kêu yêu mình đâu có được cái gì đâu. Yeah. Nói chứ làm sống mọi người mình phải có đạo đức một chút chứ, cái câu nói mình ra mình phải suy nghĩ mình nói cái nào được thì không, chứ phải nói thí nói đại. Nhưng mà em làm tốt lắm, cái lời văn, cái câu nói em là hết sức là cô nghe mà cô chảy nước mắt, cô nằm mà không biết làm sao mà bấm điện thoại sao cách sao mà để liên lạc, nữa nay mò mò sẽ bấm được, quá mừng luôn. Hồi nãy vừa nghe cái cô với Bến Tre nói, nó để chờ nó về chiều nghe nó chỉ mà nằm ngủ không được, xong mà mò bấm vô. Thì bây giờ cô cũng có cái lời nói trên cộng đồng mạng, ai nghe thì cũng thấu hiểu giùm, phân tách cái nào đúng cái nào sai, thầy cái nào sai thì nói sai, còn cái nào người ta làm được thì mình phải biểu dương người ta, chứ đâu phải người ta gì một chút xíu mà lôi người ta ra hết trơn là đâu có được. Đó, giờ em thấy hôm đó nay nhắn có mấy bà cụ không, có mấy bà ở trong này cũng một hai người ra ngoài ở nữa, có bà chú cô đó xuất gia phải ra ngoài bà ở. Bà nói về bà nói hết sức mấy cô già ở đằng bên Đại Tổng Lâm không thấy thầy qua, mấy cô hả khóc biết bao nhiêu nói. Đó, nội thấy cái đó là tội biết bao nhiêu nói. Làm cho thầy dùng đâu phải là một ảnh hưởng nguồn một thành thầy không. Thầy không thì dễ rồi, bất quá không cho thầy ấy thì thầy tu một mình thầy. Nhập thất tu mình thầy thôi, nhưng mà tội nghiệp cho mấy cái cô. Đó, mấy bà cụ yếu nè, dùng những người kiếm thị người ta nè. Làm chi mà mình làm một nấu cái mà mang cái ăn cái hậu quả biết bao nhiêu nói. Đó, làm vậy đó, dù đâu có đó, đâu có đúng, đâu có được cái gì, dù nó mình tu giờ tôi đi chùa, tôi hiểu Phật, tôi hiểu này kia đủ thứ chân, nhưng mà ngược lại mình làm vậy đó đâu có được cái gì đâu. Dạ. Bởi vì giờ cô lên nói vậy đó, nhờ cưng đưa lên giùm nói này kia đó, cái gì phải xét cho nó kỹ, nói cái gì phải cho nó minh bạch, chứ đâu phải mà muốn nói sao nói. Mà nội thầy nè, bây giờ cô nghe cũng nhiều lắm, thầy những đức chỉ nói có một câu đó thôi, còn những thầy khác nói nhờ làm những cái chuyện còn hơn cái đó là sao, không có cái gì hết. Còn thầy những đức chỉ nói một câu mà trong khi thầy biết lỗi thì sám hối dò tại sao mình không thấy cái đó. Cô nói thiệt hiếu cưng ấy ha, thầy những đức làm như vậy ha, cái ngày thầy đi ra sám hối biết cái lỗi ha, mà không chăm chế hả, nói thiệt Phật tử hả, càng ngày càng thương thầy nhiều, càng thương nhiều. Qua cái vụ này rồi nha, người ta thấy người ta nể phục, bị gì cái người sai mà tôi biết sửa. Chùa hộ pháp sau này hả còn sung hơn một lần nữa, cho không biết. Con nhờ cưng nhìn đi, sau này là con biết liền. Dạ, yeah, cái lượng Phật tử bây giờ đông hơn trước mà. Đúng, đúng, người ta thấy được mà. Đó, vừa con thấy cái đợt dưới 19 tháng 6 rồi không. Cô không có lâu quá, cô cũng có bắt rồi, bữa đó bên coi hả, đông dữ lắm luôn. Cô năm rồi là mấy bà Vũ đi nè, dầm lễ Vu Lan này nè, mà cô tháng 7 thì cô quá đi chùa tiếp đồ này kia, cô không đi được. Nhưng mà để thôi, để có dịp nào đi, cô đi năm nay cũng mấy, đâu 5-6 lần rồi, đi mấy cái dĩa lớn không à. Trời ơi, cái gì người ta làm được, thì mình phải nhìn chỗ cái điểm đó của người ta. Mình không thấy cái đó, mà chỉ là thấy cái lỗi người ta ra, chỉ biết môi móc, nói cái này kia không à. Những chuyện làm được là sao mình học cái mà biểu dương người ta. Bây giờ nói thiệt hay những người mà bữa hợp nói kêu giáo hội đuổi thầy ra đi à, không có thầy những đức làm cũng có người khác, không bao giờ đi vô làm một tầng đi, cô cho một tầng một biết liền, biết liền. Nói thiệt, nói chuyện không có ai nghe, không làm được cái gì, thử có làm được không, định nói giận hay trời ơi, kêu giáo hội đuổi đi, không có người, ổng có ổng cũng có người khác, là ai vô đó làm được, ai làm được, không bao giờ ai làm được. Cô nhìn đi, có ai mà ở trong cái nước Việt Nam này biết bao nhiêu chùa mà có ai làm được như thầy những đức không? Nuôi mấy bà cụ chăm sóc kỹ lưỡng, ăn uống rồi khi mà chết rồi đem đi quả táng thiêu, rồi đem về đó rồi cũng từng tự cũng cúng
Trời ơi, gia đình nó bỏ mà thầy còn đem gì phu mang, dù đem gì những đứa cơ nhỡ con cha mẹ cũng về đó ở, dù những bà mà bầu bà đồ đem về thầy mướn nhà trọ cho đi ra ngoài sanh đẻ đàng hoàng. Không thấy cái đó, mà chỉ thấy cái lỗi chút xíu mà cứ moi người ta hoài. Đó, vậy đó, bởi cô nói lên cái tiếng nói dù những người mà cộng đồng mạng nghe rồi phải nhận xét đâu cho nó kỹ lưỡng chính xác. Chứ đừng có mỗi cái mà mỗi mùa theo là không được, biết bao nhiêu người ta nói biết nhiêu mà không nói. Cái cô nghe cũng nhiều lắm rồi, cũng có số người lên cũng nhờ cưng á lên nói vậy đó. Nhưng mà cưng là một người làm cái chương trình này cưng quá là cái công tâm, cưng quá là cô nể phục dữ lắm luôn. Cưng con nói chuyện mà có tâm dữ lắm luôn, còn hơn là những người từng đi hiểu cái tôi đi tu đi chùa thua cưng nữa. Cưng không biết cái cố quy y theo mà Phật tử chưa thấy dạ không. Cưng nói dạ không. Không, bây giờ mình làm con người đúng là cũng đủ rồi, có thiệt. Chứ không phải gì mà đi chùa hiểu Phật pháp mà nói chuyện gì đâu không ra gì. Đó, Cưng làm đúng với cái con người, đúng với lương tâm mình là đủ rồi. Không khỏi cần gì. Đó. Thì cô cũng bức xúc quá, bữa nay liên lạc được em cô quá mừng luôn. Đó, dạ. Cho cô gửi lại lời vậy đó. Thầy cô thương thầy lắm, thấy đồng nghiệp thầy lắm, nói thiệt. Nhưng mà khi thầy không cho cấm thầy thì thầy dễ lắm, thì nhập tắc thì tu mình thầy thì khỏi bận. Nhưng mà tội nghiệp cho mấy bà cụ quá luôn. Mấy bà nhớ thầy mà mấy bà đâu có điện thoại, đâu có biết gì một số. Mấy bà, có số mấy người lãng tai, lãng là đâu có nghe được cái gì. Nhưng mà mấy cô kia cũng biết, nghe được thôi, hiểu thôi. Dù không thấy thầy lợi thì hỏi này kia thôi, chứ mấy bà cũng buồn dữ lắm. Ngày nào thầy cũng lại chia sẻ dù... nói chuyện vui vẻ cho mấy bà. Khi mà sống mà con người người ta vui vẻ thì cũng biết rồi, sống nó mới được. Chứ đâu phải bà lợi đó mà ăn uống không thầy đó mấy bà. Cái niềm vui là cái liều thuốc đó, liều thuốc đó. Bà lợi đó con thấy không, mấy bà cụ đi cô đi niệm Phật bây giờ mỗi lần thầy còn để cho một bà một cái tủ thuốc. Bây giờ thầy dẹp luôn, mà giờ có bà nào đau đâu. Đi lên cúng ngày bốn thời niệm Phật xong rồi trụ đó, đó cô đi giờ là dưới Quan Âm có cái bà đến lại tới cô ha. 80 mấy tuổi rồi. Cái con thằng trai đó nó còn nhỏ xíu, nó mới đi lần đầu. Cái nó tính gì nè, nó nói mới đi lần đầu nó lại dở lắm. Thôi đứng sau lưng bà này đi. Bà già chắc bà lại không có bao nhiêu đâu. Bà nghĩ mình nghĩ được, để không ai nghĩ mình nghĩ nó ngại. Không ngờ bà chơi một cái rét luôn, nó đi theo bà luôn. 80 mấy tuổi lại đứng lên quỳ xuống là không biết rồi đó. Dạ. Yeah. Mấy bà mạnh cuộc cụi nè. Trời ơi, mấy bà lợi ở đi về nói mà con ở trong nhà mà chưa chắc gì chăm sóc được gì. Mà lợi đó thầy lo được gì, bởi mấy bà quý lắm, mừng lắm. Dạ. Không có chùa nào mà có ai mà lo được như thầy đâu. Mà không cái làm được mà còn đi quậy đi phá lên, đi moi móc đủ thứ. Còn cộng đồng mạng có số người nói chuyện đó thì cô à, cũng không nể một chút xíu luôn. Làm lấy tiền ăn mà nói cái gì không ra gì, không có đạo đức. Dạ. Thôi nghỉ đi, đừng đi làm chuyện khác ăn đi, đừng đi làm này dụng cái nghiệp. Sau này con cái mình nó gánh thêm cái nhân quả, bây giờ có lực nhân quả. Giờ tôi biết không mau, có mau lắm trả liền luôn, không có nói kiếp nào. Mình làm phải thì mình gặp phải, mình làm không phải thì mình gặp không phải thôi. Đừng có nói mình lấy đồng tiền ăn, muốn nói sao nói không phải dầu cho biết. Rồi cô gửi lời vậy đó, cô dạy lời cô nói, cô nói đúng thôi, cô nói gì phạm gì trơn á. Con cũng xin ý kiến như thế này, nghĩa là những gì cô nói là con công nhận rằng là nó cũng đúng như ý con đã từng chia sẻ và truyền đạt. Thì ở đây á là theo như cảm nhận cá nhân của con nha, là nghĩa là không phải là cảm tính đâu, mà nó là một cái nhìn thực chất và thực tế. Là ví dụ như bây giờ nè, tại sao nãy cô nhắc tới có một số người dường như không liên quan gì tới người Khmer, nhưng mà dẫn lên đó để ngồi để nói những câu chuyện đó, tức là họ đang mượn gió để bẻ măng đó. Họ đang mượn cái đó đó, hình ảnh của những người đó để họ lên, họ thao túng tâm lý của những người đã bị truyền đạt vào những cái bị, nghĩa là đào bới đó. Nó là như vậy. Ví dụ như nhiều người hồi nào giờ cái clip đó, cách đây cái video mà thầy nói về vấn đề đó, nó cách qua đây đã 2 năm rồi. Chính xác là vậy. Mà lúc đăng ra ngoài thì sao không ai nói gì? Mà bữa nay hỏi chứ thế lực nào mà họ lại đào bới lại. Thì sau khi bị là kiểm điểm ở cái văn bản đầu tiên là về những cái bài giảng là nó không có chuẩn mực thôi, nó nghĩa là về ngôn từ chút xíu, nhưng mà chưa có dính dáng tới cái vụ này. Rồi thế lực nào đã đào bới lại, con cho rằng thì thầy có những lời nói đó cho rằng người Khmer không đồng ý. Nhưng vấn đề rằng là cái đó chỉ là cái lời nói bên ngoài, mà ví dụ như cô không hài lòng là nói của con thì cô nói cô không chịu vậy thôi.
chứ nó chưa có gây cái sự tổn thương nào đến vật chất hay tới thể xác gì người ta. Đúng. Thì cái đó đó nó là thầy sám hối, thầy cũng đã lại bên Nam Tông Khmer rồi và cũng xin lỗi với cộng đồng Khmer rồi. Thì nếu như vậy đó thì tại sao bên Nam Tông Khmer vẫn con muốn đặt dấu chấm hỏi rằng là khi người ta đã nhận lỗi mình rồi mà Phật giáo là quan hỷ, nhưng tại sao không có một cái lời lẽ nào để nói với giáo hội Việt Nam thôi nương tay với thầy Nhật Đức? Thì đó, khi mà đã là tha bỏ qua, nói là thôi sám hối bỏ qua, mà bỏ qua mà tại sao bây giờ vẫn im tay lặng tiếng là sao, không có nói gì bên giáo hội của Việt Nam mình hết. Dạ. Yeah. Đó, phán định đó là sao. Nhưng mà đã là đệ tử Phật, Phật còn mà quan hỷ còn tha thứ mà, tại sao mình người với người mà trong khi người ta đã như vậy rồi, người ta có cái tiếng ta nói, người ta lên tiếng là ta sám hối vậy rồi mà mình vẫn điềm nhiên là sao? Dạ. Yeah. Đó. Cái gì cái là cũng phải cho người ta một con đường, cái đó mới gọi là rộng lượng của Phật pháp. Thì đúng rồi, ai không sai. Bây giờ ai có nói là tôi không bao giờ tôi sai không? Có ai dám nói không? Dạ. Ai dám nói câu đó? Chắc chắn. Nhưng không bao giờ. Cái sai của mình, cái sai của mình là ta quý cái chỗ là mình sai biết sửa đó, ta quý chỗ đó đó. Dạ. Bởi cưng biết không? Đó, Phật nói mà, Phật quý nhất là hai hạng người, một hạng người không có lỗi, một hạng người có lỗi mà biết sửa. Mấy ông là đệ tử Phật, mấy ông không nghe câu đó. Dạ. À, mấy ông nghe câu đó Phật nói sao? Mà tại sao mấy ông người với con người, mấy ông mà còn sân si, nó thiệt mấy ông mà nếu mà không có bỏ qua chuyện này là mấy ông còn sân si. Cái đó thì xem như triệt hạ, nói chung là cố tình loại bỏ, nó vậy đó, cố tình loại bỏ. Thì hỏi chứ nếu như một sự được gọi là cố tình thì có phải rằng là đã có sự hơn thua và toan tính trong đó? Đúng. Nhưng mà mấy ông làm gì cũng phải là cần cái tiếng nói của người dân người ta nghe, chứ đừng có nói mà chơi mà người dân ta nghe. Đó, thường thường người ta nói là dân giàu nước mới mạnh đó. Dạ. Nói chung quan trọng là lòng dân đồng ý hay không thôi. Ví dụ như bây giờ hỏi chứ nếu như không có Phật tử thì chùa ai công nhận? Mà nếu như là chùa là để được lòng Phật tử, vậy tại sao không ngồi lại mà lắng nghe những tiếng lòng, những tiếng nói của Phật tử bây giờ? Đó, người ta kêu gào biết bao nhiêu người ta nói lên, nhưng mà mấy ông vẫn im tay lặng tiếng. Chỉ đó là mấy ông nhìn coi có sao, có bên, con nói là bên giáo hội nghe coi, cái gì cũng phải chân phải nghe. Yeah. Ngóng chứ đừng có nói mà nghe một tiếng. À, cô ở tỉnh nào cô? Cô ở Đồng Tháp. Yeah. Cô ở Đồng Tháp à? Tại vì mấy ngày nay á, thì cũng có rất là nhiều là Phật tử, rồi nói chung là ở mọi nơi luôn, thậm chí ở tới Hà Nội nó là vậy. Thì coi như con kiểm chứng lại, không phải là ở một nơi, một chỗ, một địa phương đâu để người ta nói có sự thiên vị. Ở đây là cả nước đều là đồng lòng giống như cô. Đúng. Cô hổm dài cô nghe mấy cái cô, có hai cái cô đó nói mà bữa đó cô nghe, trời, cô nghe cô nằm khóc luôn, nói ý chúng y ý cô luôn. Mà cô không biết sao mà mệt điện thoại giờ cho cưng được. Yeah. Quá trời dở lắm, ví dụ này cô dở lắm, cô mới bị nó đưa cái máy cô mới xài đeo tối vừa cô xài cái máy của bắp không à. Dạ. Mà cô nằm cô tức, cô ngày mai chiều nay cô đi chùa, cô lễ Vu Lan nữa nè, mà cô không có ngủ chưa được, cô nãy mới nghe cái clip nó để sao tôi bấm bò vô mừng quá để nói chuyện, nói cho nó thỏa cái ý của mình chứ để mình bức xúc quá đó. Dạ. Nhưng mà cô nhìn thấy đáng thương lắm, thương cho thầy lắm. Nhưng mà cái lễ Vu Lan này bị gì biết, tháng này cô quá bận rồi, cô đi chùa gói bánh đồ làm tiếp, chứ thôi là cô đi với mấy bạn Vũ đây nè, có xe là hai mấy chỗ nè, bữa 13 này đi ngoài lễ Vu Lan nè. Dạ. 13, 14, 15 ba ngày rồi, thôi đi không đủ duyên, để coi nếu mà có duyên thì tới tháng 9 là với mẹ Quan Âm, chứ bây giờ là đi không được, bị mấy chùa ở đây quá mượn là tiếp rồi. Trời ơi, thấy nhìn thấy nè, đáng thương thầy, hỏi gì chứ đó, thầy với ông nhận liền cái sai thì nhận liền, sám hối liền, mà tại sao từ cái đó mà mấy ông bên giáo hội vẫn điềm nhiên không có một cái tiếng gì hả? Là sao mà biết bao nhiêu người ta lên ta nói nhờ thôi bỏ qua cho thầy đi, cái chuyện nó cũng không có gì đáng, cái chuyện nó theo đúng ra nhiều người nhận xét là nó không có cái gì mà để mà không phải thuộc gì mà cái dạng mà chính trị hay là nói xúc phạm cái gì một bên mà chính quyền hay là cái gì đâu, không có gì hết, bên giáo hội cũng không có gì, thì bây giờ chỉ là vui nói nó hư ấy, ông muốn bây giờ nói để mà vui vẻ cho mấy người, nhưng mà nó hư quá thôi. Thì cái đó là đầu tiên cô nghe cô cũng nói chật chật chật, sao mà thầy nói dữ vậy, mà trong khi cái chuyện này đã lâu rồi, cô nghe cái clip đó đã lâu rồi, sao lúc đó không làm liền đi, rồi để tới bây giờ có chuyện vừa môi đủ thứ chân này. Cô nghĩ là có một người nào đứng ở phía sau để mà làm cái vụ này, cô cũng không hiểu luôn. Dạ. Yeah. Thì cái vấn đề đó con muốn nói thì con cũng từng nghĩ qua,
Nhưng cái vấn đề là ở đây con nói là, con nói với cô là tâm ý của con á là con sẽ tìm, có nghĩa là con đi tìm cái sự thật, nó là vậy. Nhưng mà kết quả thì ngày nào thì con không có nói trước, thì tương lai mình không biết được ngày mai. Cái gì, cái chuyện gì nó tới nó sẽ tới, nếu mình làm không mấy thì sự thật nó sự thật. Một ngày nào nó cũng phải lòi vậy thôi. Nó thì cái chuyện gì mình làm đúng thì nó mấy, còn chuyện nào làm phải thì từ từ nó cũng lòi à. Dạ. Yeah. Con đi, nó từ từ nó cũng phải đi. Yeah. Cái chuyện nào tới nó tới rồi. Không có giấu giếm được. Dạ. Yeah. Mình giấu biết bao nhiêu con người thì mình giấu được nha, nhưng mà không thể nào giấu với cái lương tâm là được đâu. Dạ. Yeah. Mình làm sai mà không thể nào giấu cái lương tâm là được. Trời ơi, có ai mà làm được như thầy đâu. Mà bây giờ người ta làm được, giàu đi kiếm chuyện môi móc, nói đủ thứ, nói những lời nặng nề mà thôi, cô mô Phật đi, nói ai nói không phải thì gánh nghiệp đi. Dạ. Yeah. Cái gì như vậy trơn, ví dụ như thầy có gì ở chỗ thầy, sao thầy nói gì thầy sai bao nhiêu thôi. Có đâu mà nói nặng lời, cô nghe rồi cô nói tội. Cô thương mà những người đó lắm, cô không buồn đâu. Thầy nói đi, giờ nói mà mang cái hậu quả, chứ phải gì chứ đừng nói nghĩ là nói thao thao bất tuyệt, nói bằng để mà nói. Không thấy cái câu nói của mình là làm tổn thương người ta, dù mình cũng mang cái nghiệp. Dạ. Yeah. Ồ, nói như vậy thấy thầy nghe không đó. Thầy chăm lo cô, có đi cái đó đi qua, đi ra ngoài rồi lỡ tổng lâm, đi qua bên chùa mới. Mà cậu thầy lo thiệt là thầy lo chu đáo, nói thiệt. Chưa có ai mà làm được như thầy, tôi nói thiệt không? Cô nói thiệt luôn, nói thiệt. Ai mà làm được như thầy thì họ nói. Còn làm không được thì đừng nên nói. Dạ. Yeah. Để cho người ta làm. Có đâu mà môi gì mà nói gì mà có một câu bao nhiêu thôi, thì môi ta đủ thứ chuyện. Ồ, mình sống mình làm con người mình phải có lương tâm chứ. Thế nào mình nói đúng sai thì mình nói dầu trung, trong khi mình hiểu Phật Pháp và cái gì mình cũng chăm chế bỏ qua. Có đâu mà theo mà môi móc mà cô nói thiệt. Có, bây giờ cô cũng nhờ bên giáo hội, nghe nhiều người bức xúc lắm, mấy ông cũng xem xét lại giùm. Chứ có gì đâu mà gì mà cấm vô thời hạn. Trời ơi, người ta ví dụ đó như ông Thích Trần Quang đó, cấm ổng bao nhiêu, ổng có sám hối không? Nhìn đi, ổng có sám hối không? Còn ông thầy những đức chỉ nói có bao nhiêu mà cấm vô thời hạn, cô cũng không hiểu luôn.